xin chào các bạn trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khóa bảo vệ trang cá nhân facebook tránh người lạ vào xem các thông tin cũng như các bài viết chúng ta chúng ta chỉ chia sẻ với bạn bè thôi để tăng cái tính bảo mật an toàn trong cái thời gian qua chúng ta đã gặp rất nhiều trường hợp bị hacker và lấy đi cái facebook và nhắn tin đến người thân chúng ta để mục đích là thực hiện hành vi xấu thì đầu tiên các bạn sẽ nhấp vào cái nút là biểu tượng facebook ở đây để chúng ta sẽ vào cái trang của chúng ta đây là cái trang facebook của mình thì chẳng hạn như mình muốn khóa cái trang cá nhân của mình để chỉ những bạn bè mình biết thôi thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn kích vào cái dấu ba gạch trên cùng bên tay phải, các bạn nhấn vào. Tiếp theo các bạn sẽ trượt lên và đến cái mục là cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp theo chọn cái phần cài đặt. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào cái phần là kiểm tra quyền riêng tư. Còn nếu mà không có dòng này thì các bạn sẽ bấm vào tìm kiếm và đánh vào cái chữ là kiểm tra quyền riêng tư nó thì lập tức là cái phần kiểm tra quyền quyền riêng tư sẽ hiện lên các bạn sẽ nhập vào đây tiếp đến chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục là ai có thể nhìn thấy nội dung bằng chia sẻ rồi đây tiếp theo là chúng tôi sẽ giải thích rõ các lựa chọn để bạn có quyết định phù hợp thông tin cá nhân là bài viết và tin và ở đây cái mục chúng ta có thể chặn cái người lạ hoặc là cái người nhóm bạn bè trong cái trang chúng ta chúng ta không muốn hoặc là tạo cái bất ngờ chúng ta chẳng đi không tin nó đi chẳng hạn Thì bấm tiếp tục rồi ở cái phần mà số điện thoại là các bạn cũng có nên là ẩn đi bởi vì chỉ có bạn bè mình biết thôi các bạn sẽ kết vào đây và chọn cái mục chị mình tôi thôi các bạn nên ẩn cái phần số điện thoại đi và phần email cũng như là cái phần email thứ hai và phần sinh nhật cũng vậy các bạn tùy các bạn khi mà các bạn bấm cái phần sinh nhật là chị mình tôi thì Face sẽ không thông báo đến bạn bè là thông báo cho bạn bè các bạn biết là hôm là đến ngày sinh nhật của các bạn Cũng như quê quán các mục ở đây thì các bạn sẽ bấm tiếp theo rồi đến phần bài viết và tin thì đây là cái mục là bài viết tương lai thì các bạn muốn bạn bè bằng của các bạn biết thôi mà bạn bấm vào đây hoặc là các bạn bấm công khai thì các bạn bấm khi mà phần công khai thì tất cả các bài viết trên cái trang cá nhân đều người lạ đều đọc được hết và có thể là comment hoặc bình luận hoặc là cái phần là bạn bè nhưng mà ngoài trừ một số bạn bè có nghĩa là bạn bè của mình rồi mình mình trừ ra những cái người mà mình không muốn chia sẻ hoặc là mình vì cái lý do gì đó hoặc là chúng ta muốn tạo một bất ngờ cho người đó chẳng hạn đến chúng ta sẽ bấm vào à, bạn bè cụ thể và chọn vào đây rất là hay tích vào thế là xong đó là quyền thứ tư rồi tiếp theo cái bài viết giới hạn bài viết cụ thể giới, giới hạn bài viết cụ có nghĩa là khi mà chúng ta thay đổi người xem được các bài viết cụ từ bàn từ bạn của bạn bè hoặc công khai thì có nghĩa khi ta bấm là giới hạn là chỉ những người bạn bè chúng ta xem thôi có nghĩa là tất cả các bài, các bài viết cụ được công khai thì khi chúng ta kích hoạt cái tính năng này lên thì chuyện về phần bạn bè thì chỉ có bạn bè xem thôi các bạn bấm vào đây giới hạn luôn nó các bạn bấm bạn sắp giới hạn tất cả bài viết cũ trên dòng thời gian sau này cách duy nhất để hoàn tác là thay đổi đối tượng của từng bài viết một đó thì bạn sẽ bấm là giới hạn luôn rồi tiếp theo các bạn bấm là tiếp rồi đến cái mục này là mục chặn khi bạn chặn ấy đó thì họ sẽ không còn xem được nội dung bạn đăng trên dòng thời gian của mình gắn thẻ bạn hoặc mời bạn tham gia sự kiện vân vân thì các bạn bấm sau đó nó các bạn sẽ chọn cái phần thêm vào danh sách chặn đó các bạn có thể thêm thêm vào danh sách trang ở đây rất là hay rồi các bạn bấm tiếp như vậy là đã hoàn thành rồi trang là thông báo cảm ơn bạn đã xem lại ai có thể nhìn thấy nội dung của bạn chia sẻ bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong phần cài đặt có nghĩa là có phần này chúng ta có thể thay đổi bất kỳ lúc nào chúng ta muốn rồi mình sẽ bấm phần xem lại các chủ đề khác về mình không còn cái mục đích nhu cầu trong các phần còn lại mà các bạn bấm bỏ qua bây giờ chúng sẽ về cái trang cũ rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần trang của mình. Bây giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ vào một cái trang mà mình chưa kết bạn thì lập tức những cái bài viết của mình đây thì chắc chắn là không thể xem được các nội dung bài viết của mình. Đó, nội dung bài viết mình đây rất là nhiều này. Rồi thì tất cả là được đăng lên đây. Bây giờ mình sẽ đăng xuất cái tài khoản này và mình vào cái tài khoản mà chưa kết bạn với cái tài khoản này để mình xem có thể xem những cái bài viết này được không. Các bạn bấm vào để đăng xuất rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần cái mục là tài khoản là Suri thì lúc này mình sẽ rồi lúc này mình sẽ bấm vào để mình tìm kiếm cái trang uh, Facebook của này nó là David Triều chẳng hạn bấm vào đây đó mình bấm vào cái trang này thì mình kéo lên để xem thì cái nội dung mà mình đã đăng có có ở đây không? đó các bạn thấy là đã hiện là không có bài viết nào cả có nghĩa là người này chưa kết bàn với mình thì lập tức là người này không có cái bài viết nào được hiển thị để cho chia sẻ với người lạ người cái trang này là mình đã đang là người lạ bởi vì mình chưa kết bạn thì lập tức là không có cái phần chia sẻ ở đây rất là hay thì đó thì qua đó video này mình đã hướng dẫn các bạn cách có thể là khóa tài khoản cá nhân để ngăn người lạ xem những cái thông tin mà chúng ta chỉ chia sẻ với bạn bè thôi hoặc là những người thân và cái phần tiếp theo là chúng ta có thể chặn một số người trong cái bàn bạn bè trong cái trang của chúng ta không có thể xem được cái tin mà chúng ta đăng lên Đó, hoặc là chúng ta muốn chị mình bạn biết thôi rất là hay rồi như vậy là video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách chia sẻ khóa trang cá nhân để bảo vệ những thông tin cần thiết và chúng ta chỉ chia sẻ với bạn bè hy vọng video mang đến các bạn những giá trị nhận định cảm ơn các bạn đã xem video nếu các bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký like và chia sẻ để ủng hộ kênh cũng như để mọi người cùng biết xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại